Hôm nay cũng có một anh lạ đã nghỉ rồi. Hôm nay Vũ tại công sẽ lặn cùng với mấy anh em luôn nha. Thì ghi em chỉ lặn có 9 người lặn thôi. Nếu mà có người thứ 10 xuống thì Vũ tại công sẽ ở trên kia phụ chú bé với cháu Nam thôi. Thì hai ngày của mấy anh em thì công việc là sống thì bắt hải sản để vào quán kiếm thu nhập thôi. Giờ Mỹ cũng mời cả nhà cùng theo em xuống để bắt hải sản nha. Độ sâu tại điểm này chỉ có 8 sải tay thôi. Nước sáng ngày cả nhà, mặt trời chưa có lên cao hẳn với lại có mây nữa. Nên sáng ngày nước nó hơi sậm tối nên cả nhà thông cảm cho em nha. Tí nữa mặt trời lên hẳn rồi, mây thì tan rồi, nước sẽ trong xanh trở lại thôi. Em đã đáp đáy an toàn rồi nè. Giờ em sẽ đi tìm hải sản. Có những mặt hải sản gì em sẽ ghi hình lại để cho cả nhà cùng xem nha. Em có phát hiện ra một con sò mai đầu tiên nè. Sò mai này khá là to luôn. Loại này là loại một rồi, nó rất là dày dặn luôn. Có thêm một con sò mai ca nữa nè. Ngay chỗ này em thấy có hai con sò mê ca với lại một con sò mai khá là to luôn. Mới nhảy xuống thì em cũng bắt được vài con hải sản rồi nè. Đây còn con sò mai siêu to đó đây. Sò mai toàn là vỏ dày không thôi. Cái móc của em mà móc vô không muốn lủng luôn đó. Có thêm một con nữa nè. Đó, thêm một con to nữa. Quá đã luôn. Sò mai này hiện tại giờ cũng có 50-60 ngàn đồng ký thôi. Đây nữa nè. Đó, mai to to nhìn được thì cũng dễ thấy thôi. Mình nhìn qua một cái do nó nổi lên trên mặt đá nên mình cũng dễ thấy nha. Có lúc thì những con mai này nó làm sát dưới đá luôn. Khó để phát hiện lắm. Chỉ có những ngày nước biến động, nước lừa nên mấy con mai này nó mới nằm sâu thôi. Còn nước êm gió lặng này thì mấy con mai nó nổi lên dễ thấy lắm. Ồ, có mai nè. Ồ, mới nhảy xuống tính ra em bắt cũng khá khá sò mai rồi nè. Hình như là tới chỗ này có dấu sò mai sau đó. Nè, em có thấy hai con luôn nằm sát nhau luôn nè. Rồi, em nghĩ cái chỗ này có sò mai lớn rồi. Em cũng còn mong cho có nhiều nhiều để mấy anh em bắt kiếm thu nhập thôi cả nhà. Tại vì giò mai này cũng mấy chục ngàn đồng một ký rồi. Đây, cả nhà biết vì sao em đập chỗ này không? Tại vì mấy con sò mai này nó khá là to luôn. Em phải đập cái khúc này này. Dễ để bỏ trong cái vợ nha. Nếu mà mình không đập thì mình bỏ vô cái vợ không có được đâu. Theo kinh nghiệm em bắt hải sản được mười mấy năm rồi. Nên em nghĩ chắc chỗ này có sò mai này. Bây giờ sò mai to to khá luôn. Em nghĩ là chắc là hôm nay mấy anh em cũng khá khá sò mai đó. Ủa? Em bắt sò mai quá trời luôn nè. Nhưng mà cháu Tuyên sao bắt được có mấy con thôi. Ủa, cả nhà xem nè. Ồ, hình như là em gặp có lỡ mấy sao đó. Con này em bỏ vào không vừa luôn. Giờ em phải đập cái chỗ này nè. Ủa, công nhận em mai em lấy cũng khá là nhiều rồi nè. Nhưng mà cháu Tuyên chỉ được có mấy con thôi. Đây nè. Đó, em lấy cũng khá khá rồi đấy. Mai với 10k mà cháu Tiên chỉ được có mấy con thôi. Cả nhà mình biết con sò mai này làm kiểu gì ăn ngon không?
Theo em thì em chỉ ăn con sò mai này ngon chỉ làm món trái chanh thôi. Trái chanh ăn kỳ là đã luôn á. Em thích ăn sò mai làm trái chanh lắm. Tại vì sò mai này chủ yếu mình làm trái chanh á thì mình lấy cầu với lựa cái dành của nó thôi. Còn cái bộ phận kia thì làm không có được nha. Đây nữa nè, mai to to không thôi, nhìn đã thật. Kìa, em lại gặp cháu Tiên nữa kìa. Cháu Tiên cũng được vài con nữa kìa. Em thì cũng được nửa vợ rồi đó. Đây nè, mai cá nóng nè. Hình như cháu Tiên không thấy sò mai hay sao đó. Em thì lâu lâu phát hiện được một con hai con với vài con sò mê ca nữa. Cuối cùng em cũng phát hiện được một con sò ngọt nè. Em thì lặn biển thì em thích bắt nhất là những con sò ngọt, sò lỏ hay là ghẹ, mực ngang, bạch tuộc. Đó, em chắc là thích bắt những cái loại hải sản này luôn. Em có thấy một con ốc miệng bự này. Không biết cả nhà mình ai ăn ốc này chưa. Ốc này ăn cực kỳ là ngon nha. Nhất là mình nướng. Chủ yếu mình nướng thì mình phải luộc đi. Luộc xong mình làm sạch sẽ, xong mình nướng, mình cho muối ớt vào. Cực kỳ là ăn ghiền luôn đó cả nhà. Cả nhà ăn rồi cả nhà sẽ ghiền đó. Có con ốc bông lòi cái vỏ lên dễ thấy lắm nè. Tại vì ốc bông này nó to á, nên nó làm cái dấu nó to lắm, dễ phát hiện. Giá trị của con ốc bông này thì nó cứ nằm tầm trung thôi. Khoảng cũng 7-80 ngàn, 5-60 ngàn cũng tùy theo thôi. Hãy, em vừa bắt con sò mai này thì em có phát hiện con sò ngọt đó nè. Ồ, quá là may mắn luôn. Cả nhà xem đi, nó khá là to luôn. Ồ, chỗ này mai to này, ốc bông cũng to này, sò ngọt cũng to này. Ồ, đã. Em có gặp thêm con ốc bông to nữa nè. Ốc bông này không biết cả nhà mình làm món gì ngon ha. Theo em thì em thích ăn con ốc bông này luộc với lợ muối ớt chanh thôi. Em thì thích ăn ốc bông này luộc xong chấm ớt chanh thì ăn cực kỳ là đã luôn. Em có gặp thêm cháu Tiên nữa nè. Cháu Tiên bắt được có một mớ thôi. Em thì bắt cũng sắp đầy quật rồi nè cả nhà. Đây khoảng một tí nữa là em sẽ đầy quật thôi. Đây nè, ốc bông, sò mai, sò mê ca, sò ngọt thì được lộn có mấy con thôi.
thêm một con sò gọi nước nè. Ủa, quá là may mắn luôn. Ủa, con này cũng khá là to luôn. Hãy một con nữa nè. Ủa, thật sự mà nói Mỹ hôm nay may mắn rồi. Ở cả nhà thấy không, cháu Tuyên thì được một mớ thôi, thì em cũng đã đưa gần đèn vội rồi nè, có đỡ thêm được 4 con sò ngọt nữa chứ. Ô một con sò lông lớn nữa nè. Cả nhà thấy em hôm nay em may mắn không? Lại thêm một con ghẻ nữa nè. Ô tuyệt vời. Rồi trúng bánh rồi, hôm nay em Mỹ được trúng bánh. Đây nè, con ghẻ này có trứng, em xin phép được bắt luôn nha, mong cả nhà thông cảm cho Mỹ. Tại vì con ghẹ có trứng người ta hay mua để về nuôi để lấy con giống á, nên mấy anh em họ phải bắt để bán kiếm tiền thêm nha. Tại vì nếu mà người ta luộc ăn á thì em có thể thả lại cho nó sinh sản, còn cái này người ta mua về để làm giống á, nên em xin được bắt nha. Tại vì bắt ghẹ có trứng này bán cũng được có giá lắm. Con này em độ phải đâu đó khoảng 100.000 đến hoặc 120.000 con như thế này nè. Cũng có ốc tỏi luôn này cả nhà. Đây là con ốc tỏi đầu tiên mà em bắt được nè. Thêm một con sò ngọt nữa nè. Hôm nay em bắt mới vừa đây bắt được 5 con rồi. Hôm qua thì em bắt cả ngày được có mấy con thôi, nhưng mà mới tăng sáng đầu tiên này em hút được 5 con luôn. Thêm con ốc đá nè. Đây là ốc đá đỏ. Đây một con ốc đá trắng nữa nè. Ốc đá trắng đỏ này nó rất là nhiều màu nha. Em cũng đã đầy quợ nè. Giờ em sẽ tóm lấy cái quợ khác ra đi bắt tiếp nha. Đó, toàn là mặt hàng to to không thôi. Một con sò ngọt nữa nè. Con này là con thứ 6 rồi. Tính ra 6 con này cũng trên được 1 kg cả nhà. Còn đây là con ốc ma này. Ốc ma này thì nó căng chung với lợ ốc đá luôn. Con này nó cũng bằng ốc đá nên em sẽ bắt luôn. Kìa, cháu Tuyên vẫn chưa có đầy quợ luôn này. Được một mớ thôi. Em thì lấy quợ ra thì em cũng bắt được một mớ nữa rồi. Nhưng mà cháu Tuyên thì cũng vẫn nhiêu đó thôi. Em có thấy con bạch tuộc Mỹ nè, điểm này mà có dấu bạch tuộc Mỹ nữa là ngon đó, nhưng mà rất là ít luôn. Em bắt được con bạch tuộc Mỹ, đây là con đầu tiên này.
nó đang ăn con cua bình đới. Bình đới con. Nó cắn chết rồi cả nhà. Giờ em bắt con bạch tuộc miếng này bỏ vào trong vội luôn nha. Có thêm một con sò lông lớn này. Biển cửu Mỹ bây giờ những cái con sò đây này nó hiếm khi gặp lắm. Chỉ có những con mà sò lại nó mới lớn như thế này nè. Có con cua cúm nữa nè. Cua cúm này chủ yếu về ăn hai cái càng nó là thịt nhiều thôi, còn cái mình của nó thịt ít lắm. Loài này em cũng làm miếng bắt lắm. Đây nè, em sẽ lựa những cái con cái á. Con cái thì mình về ăn nó có gạch nó sẽ ngon hơn. Còn đây là con đực. Con đực thì nó không có gạch đâu. Kìa, có một con cá mối thuẫn nè. Em không muốn bắt đó cả nhà. Em mà muốn bắt là em sẽ dùng chỉ, em chỉ lên. Giờ em sẽ dùng cái chỉ này chỉ thử có được không nha. Được thì bắt, còn không được thì thôi. Rồi, không được rồi. Phía trước Mỹ là bạn Vũ tài công đó cả nhà. Bạn Vũ tài công thì lấy cũng được gần đầy vội rồi kìa. Để em chạy xét để cho các nhà xem nè. Đó, bạn Vũ tài công thì ở trên ghi mấy bữa rồi, hôm nay được lặn lại nè. Em có thấy một con cá mó bên đây nè. Cá mó rất là to luôn. Yeah, nó chui xuống đây nè. Giờ Vũ tài công hình như là không muốn bắt hay sao đó. Giờ em sẽ moi con cá mó này về ăn luôn nha. Em có phát hiện thêm một con cá ngựa nữa nè. Con cá ngựa này cũng khá là to luôn. Cũng được vài chục cây à. Đó, cứ bắt một con cá ngựa này tương đương cũng được vài chục ngàn rồi. Rất là đã luôn. Nếu mà có nhiều thì bắt được mau lắm. Còn ít lắm cả nhà. Hiện tại giờ cũng vào mùa rồi. Nhưng mà nó còn ở bờ khơi á. Nó chưa có bỏ vào trong bờ đâu. Khi mà nó bỏ vào trong bờ thì nhiều nhiều em sẽ đi săn lùng những cái con cá ngựa để ghiền cho cả nhà xem nha. Hiện tại thì chưa có đâu. Em có phát hiện thêm một con bạch tuộc nữa nè. Đây là con bạch tuộc Mỹ luôn nha. Tại vì đây là mùa bạch tuộc Mỹ á, nên thường thường hay gặp bạch tuộc Mỹ thôi. Thank you.
có thêm con bạch tuộc đây ăn con cá món thưởng này. Đó, nó ăn hết luôn cái đầu luôn rồi, còn giờ còn cái đuôi này. Đó, rồi bạch tuộc này thường thì em thấy nó ăn cá này, ăn ghẹ này, ăn sò nhiều khi nó cũng có nữa nha. Em có phát hiện ra con ốc tỏi nữa nè. Ốc tỏi toàn là ốc tỏi vỏ dày không thôi nè. Tại vì đây là cuối mùa rồi nên ốc tỏi thường hay có vỏ dày. Khoảng nửa tháng nữa thì em nghĩ chắc sẽ có sò con lại đó. Hiện tại giờ trên kia đang kéo mấy anh em về cả nhà. Giờ em sẽ lấy cái con ghẹ với rồi con cá ngựa em có ba đứa. Em sẽ làm một tấm hình nha. Đây nè, thẳng tiện khoe cả nhà luôn. Những cái con này thích lắm cả nhà. Tại vì lâu lâu mình mới bắt được con hai con thôi chứ thật sự nói mấy cái con này bắt không có được nhiều đâu. May mà em tóm cái càng nó, nếu mà không tóm cái càng nó chạy nhanh hơn nha. Đây bụi quá, em sẽ xích qua đây cho nó bớt bụi cái này cả nha. Được hàng hiếm à. Thì với các người gọi là hàng hiếm nha. Thêm một cái giống ốc bông khá là to luôn này. Ốc bông chỗ này em toàn là phát hiện những con ốc to to thôi, hiếm khi có ốc nhỏ lắm. Ở cả nhà xem nó đang ăn con đồng đột này. Con đồng đột này chỗ em hay gọi nha. Nó cũng có thể là một loại hải sâm đó. Giờ em chỉ bắt con ốc này thôi. Trời ơi là tuyết luôn cả nhà. Em không để ý tới luôn. Em vừa bắt con ốc đá này thì đã có một con cá đuối ngợi nó đã chạy rồi. Em thấy nó chạy cả nhà. Còn nó em thấy cũng tầm khoảng 4-5 kg đó. Ừ rất là tuyết luôn. Ok. Anh Tâm có bắt được một con cá đuối này. Còn nó chắc cũng 5 kg đến 6 kg cả nhà. Em chạy từ sớm giờ để tìm một con có để ghi hình cho cả nhà xem mà không gặp luôn. Gặp được con đã chạy rồi. Ok, anh Hùng có bắt được thêm một con nữa nè. Con này đâu đó tầm khoảng 3 kg đến 4 kg thôi. Con anh Tâm con mới to kìa. Con anh Tâm chắc cũng tầm 5 kg á. Giờ thì cũng đã đến giờ lên nghỉ mệt rồi cả nhà. Giờ mấy anh em sẽ lên nghỉ mệt. Một tí xíu nữa sẽ bắt đầu xuống làm tiếp thêm ca thứ hai nha. Giờ mấy anh em làm một ca đầu tiên giờ cũng đã lên rồi. Do xuống này nó không có ai xảy cái nhà nên mấy em lên để bắt đầu sẽ đô lên tiếp tục làm thêm ca nữa nha. Thì đầu tiên mấy em thấy làm cũng khá rồi nè. Đây cũng có một số anh em bắt được mấy con cá đuối đây. Một con này. Đây. Mới với anh Tâm ấy. Rồi con cá nó mới bự nè, anh Tâm bắt được nè. Nói mộng cho nói mộng dám
Tên nói mỗi miệng rồi. Sao không? Cái này con cá này. Con cá này khoảng mấy ký? 4 ký đồ à. 5-6 ký, 5 ký. Hồi nãy tôi vừa gặp ông một con nó chạy nữa. Cá này thôi khỏi. Cá này được 2 con. Cũng có chốt tỏi nữa cả nhà. Mai này. Đây nè. Cá thử này. Con này cả nhà. Đây. 3 con. Đó, con này khoảng 5 kg, mấy con này khoảng 3 kg, 4 kg. Gần 2 bao sò lộn xộn này. Cũng có lộn bạch tuộc đây cả nhà. Đây. Rồi xin ra cũng được. Cũng lựa ra hết cũng được 3 xô mai cả nhà. Sò lỏ này. Con ốc hương này nhỏ quá ai bắt được, em sẽ thả lại nha. Đây, cá ngựa cũng được 4-5 con này cả nhà. Cá đầu tiên này chỉ cho em Mỹ thật sự nói rất là may mắn luôn. Rồi thôi chúng em chỉ xin kết thúc video tại đây nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà đã xem clip ủng hộ em. Rồi, buổi tối thì em cũng luôn luôn kính chúc cả nhà mình luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn được bình an trong mọi công việc nha. Bây giờ em sẽ kết thúc video để bắt đầu để chuẩn bị làm theo tiếp tục một ca nữa nha.